Sáng 24 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Bộ Quốc phòng đã khai trương bay du lịch bằng máy bay trực thăng khám phá vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Sau lễ khai trương, hai chuyến bay với 20 người mở đầu cho dịch vụ bay này đã xuất phát từ quảng trường sân vận động Đồng Hới. Dự kiến các điểm bay phục vụ du lịch sau này sẽ từ sân bay cũ ở Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch và sân bay Đồng Hới, thành phố Đồng Hới. Các tuyến bay du lịch dự kiến đến hang Én, hang Sơn Đòn và một số điểm khác trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và hang Tú Làn thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.